Thanh Hoa xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục văn hóa của DKN TV. Thưa các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng chia sẻ câu chuyện Cao nhân xem xương đoán mệnh, thế gian còn có mấy người. Thưa các bạn, là khoa học hay là mê tín, giáo sư Nam Kinh đã nghiên cứu mạc cốt, tức là thuật xem tướng xương đoán mệnh suốt 40 năm, suy đoán vận mệnh cả đời cho một vị khách bí ẩn. Từng câu, từng chữ đều chuẩn xác, cuối cùng phát hiện cô ấy suýt chút nữa đã trở thành hoàng hậu của Trung Quốc. Giáo sư Khương nói rằng đây là một nền khoa học mà con người vẫn chưa nhận thức được. Hết thảy mọi sự vật đều có dấu vết, có quỹ đạo phát triển tự nhiên của nó. Con người cũng vậy. Thưa các bạn, một ngày Chủ nhật năm 1982, một giáo sư người Nam Kinh họ Khương đang ngồi tĩnh lặng trong sân nhỏ ở tư gia của mình. Ông chờ đợi một nhân vật quan trọng đến giúp ông tiến hành một nghiên cứu đặc biệt. Giáo sư Khương đã ngoài 60 tuổi, tóc đã bạc và trông rất gầy guộc. Trong mắt những người không quen biết ông, giáo sư Khương chỉ là một ông lão giáo sư có đôi mắt không được tinh tường. Nhưng những người thân quen đều biết ông là một đại sư mạc cốt, tức là một đại sư có thuật xem tướng xương đoán mệnh. Vâng, thưa các bạn, ngày còn nhỏ, tôi thường nghe người lớn nói câu, còn xem nó cốt cách ra sao đã. Khi họ muốn kết giao làm bè bạn, làm ăn hay tuyển chọn râu rể trong gia đình, họ đều nói như vậy đấy. Ngày đó tôi cứ nghĩ từ cốt cách này là nói tính cách của con người ta ra làm sao. Nhưng sau này tôi mới biết hoàn toàn không phải vậy. Cốt cách ở đây chính là tướng xương, là hình dáng của xương, chứ không phải là tính cách. Giáo sư Khương xuất thân trong một gia đình giàu có. Trong kháng chiến chống Nhật, ông chuyển đến Trùng Khánh để tránh chiến loạn và kết quả là duyên phận đã đến. Nơi đây, ông đã gặp được một vị sư phụ mạc cốt chân truyền, người đã truyền thụ cho ông kỹ thuật của môn này. Kỹ thuật mạc cốt của giáo sư Khương rất chuẩn xác nên rất nhiều người đã đến tìm ông. Lúc đầu, ông rất cởi mở xem cho tất cả những ai tìm đến. Thế nhưng, về sau thị lực của ông càng ngày càng kém, hồi tưởng lại sư phụ và tổ sư gia của môn kỹ thuật mà bản thân ông được truyền thụ. Giáo sư Khương mới biết rằng đây có thể là ác quả tạo thành bởi việc ông đã tiết lộ quá nhiều thiên cơ. Do đó, về sau ông không dễ dàng xem mạc cốt cho người khác, trừ phi có thể gặp được người có giá trị nghiên cứu hoặc người sẵn có cốt tướng đặc biệt. Và vị khách mà ông đang đợi chính là một trong số họ. Khoảng 9 giờ sáng, một người phụ nữ tướng mạo mỹ lệ nhưng đôi mắt không giấu nổi u sầu xuất hiện trước mặt giáo sư Khương. Giáo sư Khương chuyển ghế cho người phụ nữ và để cô ấy ngồi bên cạnh mình. Sau đó, ông không hỏi danh tính, cũng không hỏi bát tự, tức là ngày giờ sinh, chỉ âm thầm quan sát tướng diện của người phụ nữ. Sau đó, giáo sư Khương được sự đồng ý của cô và đã bắt đầu xem xương từ trên đầu đến ngũ quan, đến tứ chi của cô. Sau khi mạc cốt hoàn tất, trong phòng có chút trầm mặc, giáo sư Khương lấy kính lúp ra để xem mặt và lòng bàn tay của người phụ nữ. Ồ, cô quá đáng thương, nếu không phải là đôi tai trường phản, tôi đã không thể ngồi đây nói chuyện với cô. Cô đã là quốc gia đệ nhất phu nhân, muốn gặp cô cũng quá khó khăn. Giáo sư Khương cuối cùng cũng nói. Người phụ nữ cảm thấy điều đó rất kỳ lạ. Cô nói, tai của tôi dài mà không tốt sao? Cái gì là phản cơ? Giáo sư Khương trả lời nói, phản mà cô nói không giống cái phản mà tôi nói. Phản mà tôi nói không phải là đôi tai dài điên đảo, mà là vị trí phải trái của nó nên hoán đổi cho nhau. Nếu như vậy thì hết thảy mọi việc của cô đều thuận lợi. Cô tương lai sẽ là hoàng hậu của Trung Quốc. Người phụ nữ trong tâm bàng hoàng, tuy biểu hiện thanh sắc, ngoài mặt vẫn bất động, nhưng nội tâm cô đã loạn nhịp. Những ký ức tưởng như đã trở thành quá khứ, nay lại dần dần hiện về ngay trước mắt. Hóa ra, người phụ nữ đó chính là Trương Ninh, vị hôn thê của Lâm Lộc Quả, con trai của Lâm Bưu, phó chủ tịch nước Trung Quốc. Chuyện tuyển vợ. Năm 1969, sau khi Lâm Bưu được Mao Trạch Đông chỉ định làm người kế vị, vợ ông là Diệp Quần bắt đầu thông qua Ủy ban quân sự do bà kiểm soát để tuyển vợ cho con trai mình là Lâm Lộc Quả.
Nghe nói đương thời tiêu chuẩn chọn dâu của bà Diệu Quần rất khắt khe. Ngoài yêu cầu về trình độ học vấn, chiều cao, tuổi tác thì có 9 điều không nên. Thứ nhất là không được chán dô. Thứ hai, không có tàn nhang và nốt ruồi. Không được hàm răng không đều, vàng quá to hoặc quá nhỏ. Không được mắt lòng trắng quá nhiều, con ngươi quá nhỏ. Không được tóc mỏng và vàng. Không được có bàn tay thô ráp. Không được có hình thể xấu. Tư thế đi đứng không tốt. Không được tư thái nói năng bất hảo. Khi Trương Ninh 17 tuổi, vừa hay gặp phải đoàn của vợ của Lâm Bưu là Diệp Quần đang tuyển phi cho con trai là Lâm Lộc Quả trên toàn quốc. Lâm Bưu là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và cũng là Phó Chủ tịch nước Trung Quốc. Người trong quân khu vì muốn nịnh bà Diệp Quần nên đã ngấm ngầm mang ảnh của Trương Ninh gửi cho bà ấy. Và quả nhiên đã bị nhắm chọn chúng. Tổ chức liền đưa Trương Ninh, người chẳng hề biết gì, lên Bắc Kinh để hậu tuyển. Lâm Lập Quả vừa nhìn đã nhắm chúng rồi. Và cô đã trở thành vị hôn thê của Lâm Lập Quả. Và như vậy, cô vô tình lờ mờ bước vào gia đình lớn thứ hai của Trung Quốc. Lâm Sa cùng những người thân và bạn bè của họ cuối cùng đã chọn được Trương Ninh sau tầng tầng tuyển chọn và sàng lọc trên toàn quốc. Lúc đầu, Lâm Lập Quả, con trai của Lâm Bưu, phản đối cuộc hôn nhân sắp đặt. Nhưng sau khi gặp Trương Ninh, anh ấy đã yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Điều này cho thấy nhan sắc diễm lệ nổi bật của Trương Ninh. Sau khi Trương Ninh trở thành con dâu tương lai theo chủ ý của gia đình Phó Chủ tịch nước Lâm Bưu, thực ra cô cũng không có nhiều cơ hội được gặp Lâm Bưu. Lúc đó, nhãn hiệu trên mình của Lâm Bưu là chiến hữu thân mật và người kế nghiệp của Mao Trạch Đông. Nhưng thân thể người chiến hữu thân mật này lại không tốt, bệnh tật quanh năm phải uống thuốc. Khi Mao Trạch Đông triệu kiến ông ấy được tiêm một ít thuốc, hưng phấn khiến bản thân mình có cơ thể xem ra trông như tràn đầy sức sống. Khi Lâm Bưu biết người kế nghiệp của mình biết điều lệ đảng, ông chỉ nói duy nhất một câu: "Xong rồi, tôi bị đóng đinh lên thập tự giá rồi." Và rồi, cuộc sống hàng ngày của Lâm Bưu cứ nơm nớp lo sợ, như đang đi bộ trên tảng băng mỏng vậy. Quả nhiên, tại hội nghị Lư Sơn năm 1971, lãnh tụ Đảng Cộng sản Trung Quốc Mao Trạch Đông đã phát nạn ám thị Lâm Bưu là chủ nghĩa bè phái và chủ nghĩa tông phái. Đây là tiền tấu khai đao đối với chiến hữu thân mật của mình. Đã nhìn quen cảnh đấu tranh cách mạng anh chết tôi sống ở Trung Quốc, cả gia đình Lâm Bưu từ sớm đã huấn luyện ra khứu giác chính trị cực kỳ nhạy bén. Họ dự cảm thấy đại nạn sắp giáng lên đầu rồi. Nhưng không thể tưởng tượng ra được người chiến hữu thân mật lại có thể làm như vậy. Trong lúc bó tay chờ chết, thế là họ nghĩ ra được một cách duy nhất, đó là chạy trốn. Cả nhà họ đều cố làm ra vẻ bình tĩnh, không hề kinh động. Ngay cả Trương Ninh cũng chẳng hay biết gì. Lâm Lập Quả muốn đưa vị hôn thê là vợ tương lai cùng đi trốn, nhưng trong nhà lại xuất ra một tiểu tướng lòng son dạ sắt với cách mạng, tận tụy hết lòng với cách mạng. Đó chính là cô chị gái của Lâm Lập Quả là Lâm Lập Hằng. Cô ấy không chỉ tự mình không ngồi máy bay để trốn chạy, mà còn đưa thông tin gia đình chạy trốn báo cho Chu Ân Lai. Trước đêm gia đình chạy trốn, Lâm Lập Hằng đã cho em dâu tương lai là Trương Ninh uống thuốc ngủ khiến cô ngủ mất. Lâm Lập Quả không tìm thấy Trương Ninh đâu. Nhưng hành động này đã cứu được bệnh cho Trương Ninh. Nếu không thì ở Udukhan, Mông Cổ, đã chỉ có thêm một thi thể nữ nữa chết mà thôi. Sau này, mọi người đều biết đến sự kiện ngày 13 tháng 9, chiếc máy bay mà cả gia đình Lâm Bưu đi đã bị đâm xuống vỡ tan. Nguyên nhân có thể là bị tấn công rơi xuống. Người bạn tốt của Mao Trạch Đông rõ ràng tháo chạy rồi, cả nước xôn xao. Lâm Bưu là người dưới một người trên vạn người, bỗng chốc trở thành một người âm mưu phản đảng phản quốc, khiến những nhân viên làm việc cho Lâm Bưu, những người làm việc trực tiếp dưới hệ thống của Lâm Bưu bị có hàng trăm người từ quan chức đến cấp dưới đều bị cải tạo lao động. Trương Ninh, người được phê chuẩn là con dâu của Lâm Bưu, đương nhiên cũng không phải là ngoại lệ. Cũng không có quả ngon để mà ăn nữa rồi, cũng bị cách ly thẩm tra. Trong thời gian bị thẩm tra,
Sắc đẹp như hoa như nguyệt của cô ấy đã thu hút sự hy vọng có được cô của một người khác. Anh ta là người mới nổi lên trong giới chính trị, tên là Mao Viễn Tân, là cháu trai của Mao Trạch Đông. Nhưng Trương Ninh lần này đã rút ra được bài học giáo huấn từ việc phúc đáp từ quân nhân. Một khi vào sân sau thì có nguy cơ sâu như biển. Cô không muốn bị cuốn vào loại đấu tranh chính trị vô vị này nữa, nên kiên quyết kháng cự. Sự việc này cũng chẳng giải quyết được gì. Cuối cùng, ở trong tình trạng không có căn cứ pháp luật nào, cuối cùng cô đã bị đưa tới nông trường Đoàn Hà ở Bắc Kinh để bị giám sát lao động, hay nói cách khác là để bị cải tạo lao động. Ba người anh em trong gia đình cũng bị liên lụy. Sau khi chuyển nghiệp từ bộ đội, họ bị phân bổ những công việc tồi tệ. Mãi tới năm 1976, Mao Trạch Đông bị rớt núi qua đời, thì một thời kỳ trắng đen lẫn lộn mới kết thúc. Trương Ninh cũng được thả ra, nhưng lúc này cô đã bị trải qua 4 năm lao động cải tạo. Toàn bộ cơ thể đã bị xuống dốc, nét đẹp như hoa như nguyệt đã không còn nữa. Sau khi lao động cải tạo, Trương Ninh, một cô gái yếu ớt cả về thân lẫn tâm, gả cho một người cầu hôn khác. Nhưng lần hôn nhân này đã không hạnh phúc. Theo cách này mà xét, nếu không phải lịch sử đột nhiên chuyển hướng, chẳng phải Trương Ninh đã có thể trở thành hoàng hậu của Trung Quốc rồi sao? Tư duy của Trương Ninh đang xáo trộn. Bên tai, giáo sư Khương vẫn đang phán đoán cho cô. Gia đình mà cô xuất thân, thời cổ được gọi là quan hoạn. Cô mất cha từ khi còn nhỏ, mẹ cô tái hôn, anh em ruột cô chỉ có cô là nữ. Mẹ cô sau khi tái hôn sẽ có thêm một nam một nữ. Cô từ nhỏ đã ly gia tự mưu sinh, tự cung tự cấp. Từ rất nhỏ cô đã được hưởng đãi ngộ thất phẩm, tương đương cấp phụ mẫu của huyện trưởng. Trương Ninh ngước mắt lên rồi đột nhiên hỏi: "Làm ơn dừng lại một chút, ông nói tôi từ nhỏ đã rời nhà, là lúc mấy tuổi?" Giáo sư Khương không ngừng nghĩ mà đáp luôn: "10 tuổi." Chỗ này lại kể, cha của Trương Ninh được phong quân hàm thiếu tướng, nhưng không may ông mất khi Trương Ninh mới 8 tuổi. Sau đó, Trương Ninh khi 10 tuổi đã gia nhập một đoàn văn công. Lúc đó, cô đã bắt đầu lĩnh lương và cô ấy xác thực có thể coi là đang hưởng đãi ngộ thất phẩm. Sau đó, giáo sư Khương đưa ra một câu phán khác khiến Trương Ninh gần như đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi. Vừa nghe giáo sư Khương nói, cô trong chuyên môn thể hiện xuất sắc, là nhân vật xuất chúng, không phải là phàm hoa phẩm số. 16 tuổi, cô đã có cơ hội vươn lên hàng đầu ở nước ngoài, nhưng đáng tiếc là cô đã không vượt qua được. Nếu không, cô bây giờ đã là người vinh hoa phú quý ở hải ngoại. Vậy rốt cuộc điều gì đã xảy ra với Trương Ninh lúc đó? Cơ duyên vụt mất tại Indonesia. Năm 1965, Trương Ninh được đoàn ca múa quân khu Nam Kinh cử sang Indonesia, Campuchia và các nước khác để tham gia các đoàn giao lưu văn hóa. Tổng thống Indonesia lúc bấy giờ là Sukarno, nên Trương Ninh gọi con trai ông là Tô Công Tử. Sự biểu diễn xuất sắc và ngoại hình rực rỡ của Trương Ninh đã hấp dẫn sâu sắc vị Tô Công Tử này. Vì bản thân là con trai của Tổng thống và Trương Ninh là người nước ngoài, nên Tô Công Tử không thể ngay lập tức bày tỏ tâm ý của mình. Vì vậy, anh chàng đã cải trang thành một nhân viên công tác do Indonesia phái đến và cùng với hai người phiên dịch, anh chàng công khai đến bên cạnh Trương Ninh. Để không lộ bản thân, anh chàng còn cố tình đeo một cặp kính râm rộng vành. Ban đầu, những người trong đoàn ca múa nhạc cho rằng cá nhân này rất kỳ quặc và luôn đề phòng anh ta. Sau đó họ mới biết thân phận của anh ta. Để trò chuyện với Trương Ninh, Tô Công Tử còn đặc ý học vài câu tiếng Trung đơn giản. Để giữ chân Trương Ninh, chuyến thăm Indonesia ban đầu kéo dài một tháng, đã bị trì hoãn đến 45 ngày. Cho đến ngày rời khỏi Indonesia, tại sân bay, những người đang đưa tiễn họ đột nhiên xung tán những người phỏng vấn đoàn Trung Quốc với sự nhiệt tình phi thường. 7-8 người tiến lên vây lấy Trương Ninh. Có một chiếc ô tô màu đen đang đậu bên ngoài. Người đàn ông mặc đồ đen gần như đã đưa cô vào trong xe. Thật may, người phụ trách đoàn ca múa nhạc và một số diễn viên đã đến kịp thời. Trương Ninh mới thoát thân. Tô Công Tử đã cố gắng nhưng biết rằng cơ hội cuối cùng của mình là vô vọng.
Vì vậy, anh chàng chỉ có thể tặng cho Trương Ninh một con dao găm bạc và chiếc khăn lụa trắng khi cô chuẩn bị lên máy bay và nói bằng tiếng Trung: Trương Ninh, kỷ niệm. Sự kiện này là một đại sự trong hoàn cảnh chính trị lúc bấy giờ. Sau khi về nước, bất luận là Trương Ninh hay những người khác của đoàn ca múa, mọi người đều giữ kín đúng vào lúc hỗn loạn nhất trong thời kỳ cách mạng văn hóa ở Trung Quốc. Bí mật này không thể tiết lộ. Không ngờ bây giờ giáo sư Khương lại thấy được chuyện này, không khiến người ta phải kinh ngạc hay sao? Tuy nhiên, đây không phải là điều kỳ lạ nhất. Giáo sư Khương tiếp tục phán đoán về cuộc đời của Trương Ninh, nói rằng cô ấy vẫn còn một lần cơ hội đổi đời. Vâng, thưa các bạn, câu chuyện của chúng tôi đến đây tạm dừng. Mời các bạn xem tiếp phần 2 ở chương trình tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn ở chương trình sau.